Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ, hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn trong vòng chơi ARK. Ở tập trước thì mình đánh hạ được cái con boss cá sấu đó các bạn. Thì mình chế tạo được cái cây nỏ vàng á. Thì hiện tại là mình đang còn thiếu đồ á, để mình chế tạo cục thức ăn vàng nè. Để đi hung phục con rồng á, thì bây giờ mình cần có berry vàng với lại sung vua á. Berry vàng thì một chớp của mình thì mình sẽ đi thu đồ một cái á. Tu khi mình dưới á. Một chớp farm berry đen của mình ở những tập đầu thì chắc bây giờ mấy cái như berry vàng đồ nhiều lắm. Nó phía bên đây hai con luôn á. Mình sẽ thu hết hai con ra. Nào đầu xem em nó có không. Ó trời ơi. Berry đen thì 400 mấy thôi anh. Berry vàng thì tới tận 700 mấy. Còn một con ở phía bên dưới nữa. Ui con này đi lạc phía bên dưới hả. Mình sẽ ra lệnh cho lên phía bên trên này đây. Lên trên này đứng gần gần mấy bụi cây trên này mới farm được chứ. Đó mình cũng sẽ hu luôn cái phần berry của nó ăn 1000 mấy cái. Con này có vẻ nhiều hơn nè. Đó, vậy là berry coi như là mình đã đủ các bạn. Còn sung khua bây giờ không biết mình đi kiếm ở đâu nữa. Chắc phải là một chuyến đi khám phá tìm sa mạc á để mình đào sung khua thôi. Rồi kiếm cái khu núi lửa để mình đào không. Thôi mình cứ bỏ berry vô trong này trước cái đã. Berry bỏ trong này một cái. Đó hút một cái thử coi. Đúng rồi, 150 sung khua hả? Ôi, lên đường. Lần trước mình nhớ là mình đi farm mấy con bọ ngựa để mình tìm polymer đó. Mình thấy có một khu suối nước nóng. Nhìn bên đó cũng vàng vàng. Mà con boss ngày hôm qua nè vẫn còn đúng không. Mình bắt được con rồng, mình sẽ đem về mình thử sức mạnh với cái con quỷ đó các bạn. Cho con rồng đánh thử không. Rồng vàng thì chắc đánh nhanh hơn cái con Ripper Silver của mình rồi. Ngoài đi vòng vòng đây cũng được đó hả. À chiến binh dưới nè. Chiến binh này đúng mạnh luôn á. Nó chọt tùm lum lá rồi. Gặp ai nó cũng chọt hết á. Suối nước nóng mà thấy vàng vàng để mình ghé vào đó mình khám phá thử xem à. Xem coi có à trước mặt mình luôn nè. Xem coi có mấy cái sung vua để mình đào không. Đây cái con vàng nữa hả. Đồ vàng nhiều quá. Đây cái gì đây. À con rồng độc. 9,4 triệu máu à. Đây thì quý anh đây đi. Mình đó nguy hiểm quá. Mình thấy có mấy cục vàng vàng dưới này nè. Nhưng nghĩ xung quanh có an toàn không để mình hạ cánh xuống á. Trong này giống giống kiểu cái hang quá vậy. Ui cái hang toàn là xương khủng long không vậy. Ây da, chỗ này giống như nó bị nhiễm khoàng, nhiễm phèn hay là nhiễm chất độc gì đó. Mà nước của nó cũng có ống ánh màu lên nè. Màu vàng, màu xanh rồi. Chắc là nhiễm chất độc xung phua hay sao á ha. Đây nè, có mấy cục xung phua ngâm dưới nước luôn nè. Mình xuống thì chắc không sao đâu. Xung quanh thì an toàn. Rồi, mình sẽ lấy cái cuốc của mình ra. Cuốc này sẽ giúp cho mình đào nhiều hơn nè. Trời ơi, đây rồi. Đúng sự vua luôn á. 1000 cái không. Trời ơi, 1.000 luôn kìa. 1.500 luôn, trời trời trời. 2000 luôn không. Nhiều dữ vậy. 2000 mấy luôn. Ôi, đào một cục thôi, xài mệt nghỉ rồi. 3000 luôn. Đào hoài không bể hả. Ôi lên 4000 phải bởi ơi. Nước này thì mình ngâm xuống được luôn nè. Chắc chắn nước này là nước nóng rồi. Nước này chắc là chứa độc tố nhiều lắm. Nhưng mà mình xuống không sao hết à. Ây da. Con gì vậy. Ôi giống y hệt con tê tê luôn á. 4 triệu 2 máu. Con này cấp độ Orin. Ui nhìn đẹp quá. Ây da. Cuộn cuộn đập đuôi giống đâu y quá vậy. Cuộn cuộn đập đuôi và thấy nứt nứt đất kìa nữa không. Còn sắn lại nữa kìa. À sắn lại để xây đuôi đó không. Thấy được hai chiều của nó không. Chiều nó hụt dạng cũng toàn là lửa không à. Còn con phía bên kia thì chắc chắn là toàn là độc thôi à. Rồi cộng thêm hai chiến binh mới nè. Hai thêm hai thông tin rồi đó. Ở đây thì bây giờ có xung khô nhiều rồi. Đào một mỏ thôi xài mệt nghỉ luôn á. Về với lại căn cứ thôi. Cái gì vậy. Cái gì ngay bùm á. Chắc quỷ tê tê với nó đánh nè. Rồi đậu đây đây. Mình sẽ bỏ xương khô ở trong này thôi là mình có thể đi tem được rồng rồi. Ui được kéo xương nữa nè. Golden Bone nè. Có con gì đó chết đi nó cho mình xương. Why? Hay là hồi nãy con tê tê nó chết đi ăn. Golden Bone. Vậy là xương vàng nha. Xương này có ống độ bền nhưng mà không có thời gian bị hư đi ăn. Rồi để cái bờ tay của mình giữ đi.
Bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái đồ ăn cái. Đó, rất ngon lành. Để à, mình sẽ qua trở lại chỗ cũ một cái à. Xem mấy con kia nó còn bên đó không, tự nhiên cái nó cho mình mấy cục xương kỳ lạ. Quay trở lại chỗ cái mỏ xương thua á. Thu xuống nước nóng. Đây này, hai con có đánh lộn lẫn nhau không? Ồ, rồi luôn. À, vậy là hai con này đánh lộn lẫn nhau. Con này đánh chết con kia luôn rồi. Và sau khi nó chết xong thì nó sẽ cho mình. Ủa không phải, nó đây mà. À, không phải, không phải, không phải. Dễ đánh cái con gì á. Cái cho mình một cái xương. Xương vàng ha. Ôi đi gần con đó ghê quá. Rồi, bây giờ quay trở lại căn cứ của mình cái đây. Sau đó mình sẽ bay qua chỗ con rồng. À, phải, mình phải chế tạo thêm mấy cái mũi tên nữa. Đứng đây mình hút thêm một mớ mũi tên đây. Nhiều nhiều mũi tên xíu à. À, thêm 50 mũi đi. Rồng đó mình thấy turbo cũng nhiều á. Ủa mà mình thiếu gì vậy? Thiếu thiếu đá hả? Thiếu thát. Trời 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 trời. Thiếu gì không thiếu, thiếu thát nữa. Quê chứ. Qua đây được không? Đây bên kia có con kia nguy hiểm lắm nhưng mà không sao đâu. Xuống cào nhanh nè. Ủa? Cái cây này đào không được. Vậy phải xuống mấy cây phía bên dưới này nè. Đi xa xa chỗ mấy con nguy hiểm đó đang. Đài mấy cây gì giống như giống cây dừa dưới này nè mình đào mới được. Cái này thì chắc chắn là được. Đó. Là một cây thôi là được rồi. Mình sẽ sử dụng Reaper của mình ăn. Nếu mà nó bắn lên phía bên trên á. Hay là sử dụng cá sấu á. Cá sấu máu hơi giấy. Sợ cá sấu chịu không nổi nhiệt với con rồng chứ. Cá sấu cắm bay sau đó mình bắn. Cũng hợp lý. Phương án nào cũng được. Nhưng mà Reaper mình thấy nó đánh lên turbo nhanh hơn ăn. Reaper chắc sử dụng ngon hơn á. Rồi quay trở lại phía bên đây thôi. Mình vẫn còn nhớ địa điểm của con rồng vàng. Cho nên quay trở lại giúp nó thôi được. À phan, ghé ghé đây một cái à. Con này vẫn còn, nhưng con này cấp độ cao lắm, à biết lận. Thì biết đó thì khăn đó chứ. Còn phù thủy dưới này á là mythical không? Thần thoại đó thì hình như cấp độ legendary, sau đó đến với lại epic hay là gì á. Rồi mới tới thần thoại. Đây con sói bạc nữa hả? Sói xanh, sói bạc gì vậy? Ui. Ui. What? Ghê vậy? Ui cái bộ skill nó ghê vậy? Gần gần chỗ này luôn. Ôi ơi, nó múa thì ghê anh. Ở đây, nó đây. Mình sẽ hạ cánh ở trên này để bạn. Ui nó dí mình hả? Bắn thử cái anh. Rồi, giọt 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 giọt. Bên đây thì nổ bùm 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 thì ghê quá. Bắn xong rồi giọt, bắn xong rồi giọt. Phương án này cũng không phải hiệu quả lắm anh. Một phát cũng được 9.000, hai phát kìa. À, nhưng mà nó đùa rồi, nó đùa rồi. Quay lên cũng nhanh lắm chứ. Không cần sử dụng tới Reaper đâu. Cái này mình bắn luôn. Nó đang tan nhát con nào dưới đất á cho nên nó bị đùa rồi. Mới vô thấy nó dí dí mình dữ dằn lắm nhưng mà sau đó nó không còn dí nữa. Ngon luôn. Đứng ở trên này mình vừa an toàn mà còn vừa bắn được nó nữa. Không cần phải cắm bay mà cũng không cần Reaper luôn. Chỉ cần có thật nhiều mũi tên là mình làm được. Trời ơi kìa. Nhìn thấy nó đùa. Cái con gì dữ hay sao không? Hy vọng là con gì đó nó hiện hiện xíu để nó rớt xuống nó không có bị giảm cái timing effect. Con này cũng như mấy con kia cũng một cục vàng. Silver thì cũng một cục silver. Trời à, lỡ lố một cái à. Ở gần đây thì mình thấy có một cái con chiến binh các bạn. Ây da, nguy hiểm quá vậy. Bây giờ mình hạ cánh xuống là nó xử mình liền. Cho nên sẽ lùa lùa nó ra phía bên ngoài ăn. Ui đừng đánh rồng nha. Hên quá, nhưng nó không đánh rồng mình nha. Ui mình xuống tính cho nó ăn nhưng mà mình nghe tiếng sực 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 sực. Mình sẽ lùa lùa đi thật xa. Mình sẽ e xuống cái. Hình như đang bị phân tâm bởi những con ở trong kia rồi. À đây, nó dí mình, nó dí mình rồi, dí mình rồi. Mình đi một cái là nó bị phân tâm liền ăn. Mình không yên tâm, mình sợ cho rồng ăn cái đó là nó chém cái là đi luôn. Nên là mình sẽ dụ dụ nó đi xa xa xíu. Bắt được con rồng đó mình dò hỏi khu vực này liền ăn. Có nó đây nguy hiểm quá. Rồi, bây giờ thì nhanh nhanh tay.
mình sẽ cho nó cục vàng vô một cái đó, sau đó thì bỏ giọt liền, bay lên phía bên trên liền. Đúng rồi, ra khỏi khu vực nguy hiểm không. Ok, để mình lên mình cưỡi em nó thử á. Con này chắc cũng phải có một cái tracker cho em nó đó chứ. Trời ơi, chụp phải coi. À, chụp phải là phun lửa. Ít coi. Ít là phun mấy cái quả cầu lửa à. Why? Rớt như mưa có con rat chứ hả? Con rat gì đây? Fever đúng không? À ha, phun lửa thử cái coi. Why? Một ngàn mấy mà nó kéo lên nguyên một giây luôn à. Con này để dành xăng robot cái số là hợp lý rồi. À, chiêu C cũng là phun lửa luôn à. Vậy là có hai chiêu phun lửa. Chỗ này gần gần chỗ cái con sói nãy đâu. Mình sẽ cố dứt cái con này trước cái đã. Lượm được cái sơ của nó. Con này bay hơi chậm á. Ôi, lên cấp nhanh như vậy. Lên thêm chút stamina chắc không cần đâu. Chứ mạnh trước đi. Thấy nó không có tụt stamina nhiều á. À, cần cục đá vàng à. Để có thể tiến hóa lên được cấp độ tiếp theo nữa. Từ vàng là có thể lên tiếp ha. Lên tiếp cho lên quyền thoại bởi nha. À, Kaiju à. Kaiju này là cấp độ thần thoại là 300.000 máu. Mình thấy có chiêu C này mình bắn thử à. Chơi này mình bắn xuống á. À. Đó, chiêu này bắn tầm xa nè. Ui, mình có thể spam liên tục được luôn à. Bắn như pháo bông luôn á. Nó chiêu lửa là chiêu cao tầm gần á, còn quy coi. Quy không có R. O, control, A là T. À, không có. Vậy có chiêu ít mình thấy ngon nè. Bắn được tầm xa. Thôi thì mình sẽ xử cây vui luôn đi. Cây vui level không cao cho nên mình sẽ xử luôn. Đó. Bây giờ là mình thấy trên mình nã xuống thì ai chịu trên nổi á. Mấy con là đi đi dưới đất á. Bỏ ngựa hả? Origin hả? Tại, dứt luôn. Trên mình nã xuống. À, vậy là phải xa xa chút xíu. Sau đó bắt đầu mình bắn ngoài bắn vô á. Đây tầm này nè. Đó đó mình bắn vô. Đó dính rồi kìa. Chắc phải xa hơn chút xíu nữa mới được. Nhưng mình cũng được rồi, dính được rồi nè. Ngon luôn. Xem coi ống máu em nó còn bao nhiêu à. Hồi 400.000 máu hả. Con này thì chưa lên cấp. Đánh xong con kia không phải lên cấp gì hết rồi. Nhưng mà làm được á. Cố xử con bọn ngựa này luôn. Không biết là đậu dưới đất nó có chiêu gì khác nữa không. Chứ ba ở trên là mình thấy có chiêu này với chiêu chiêu sơi nha. Một chiêu này phun lửa xa chứ hả. Cũng có thể spam liên tục được luôn nè. À, phun ở cửa ly gần ha. Gần hơn chút xíu đi. Gần quá mình sợ nó giết mình á. Phun 1.800. Vậy là chiêu ít có vẻ như không mạnh bằng nha. Chiêu ít được xa hơn. Nhưng mà đam thì chỉ có 1.700 hả. Cũng ngang ngang thôi chứ. Chứ này được 1.800. Lửa này tính ra cũng xa lắm. Đó, góc nhìn này mình có thể nhìn thấy được nó sạc lửa tới dưới đất luôn. Và mấy con đi bộ là gần như là không thể nào mà chống cự được với sức mạnh của em nó. Nó lên cấp nè. Thêm chút sức mạnh coi. Ừ, 1.800. À, lên được chút xíu anh. Vậy là lửa của nó thuộc dạng là dính vô đam vật lý á. Tăng đam mà lửa cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Và xong rồi đó. Ok. Xuống để mình lượm ít nè. Mình sẽ sử dụng tới cây rìu của mình nè. Sẵn farm ít polymer để dành cho sau này. 300 mấy 400 luôn hả. Quá đã. Đánh xong con đó thì lên được. Ôi không có lên cấp à. Trời. Nghe tiếng chặt chặt của chiến binh đó. Chiến binh bây giờ không chừng mình chơi được luôn á chứ. Đây nè. 5 triệu mấy máu hả? Thôi. Đánh thì được á, nhưng mà hơi lâu thôi. Con này phải lên thêm chút tốc độ nữa không? Có gì bị con gì đó nó bay bay nó dí á. Còn chạy được. Chứ kiểu này là hết chạy luôn á. Đây thì mình sẽ quất một cái nè. Còn nó bắn về phía trước nè. Những con bự bự vậy thì gần gần xíu. Đó, vậy là dính liền. Tại mình sẽ ra phía bên ngoài cái đảo này nè. Mình sẽ hạ cánh xuống, mình cho nó đứng dưới đất á. Xem qua nó có chiêu gì khác nữa không. Nãy giờ là mình chỉ thử cái sức mạnh của nó trong lúc nó bay thôi.
Ai thì sử dụng ít được, nhưng mà đậu đất ít không được. Xây thì phun lửa nè, chuột phải là lửa. À, hai loại lửa. Lửa này là tia nó bay xa nè, còn lửa chuột phải là kiểu như nó gần. Quy R O Control L T. Vậy là đậu đất ít chiêu hơn. Còn bay xuống nước thì đúng rồi, xuống nước được, xuống nước được, xuống nước phun lửa được không? Hoài được luôn đó. Lửa cũng ảo ma không kém á. Nhớ là series trước, series cũ á là có thể bay xuống nước được, và series mới này thì cũng vẫn bay xuống nước được. Con lòng thì bám quá. Sau này còn lên cả legend được cái kiểu cho em nó nữa. Từ màu vàng sẽ chuyển sang màu xanh rồi nữa. Rồi bây giờ chắc mình sẽ thử sức mạnh của cái con này với lại cái xấu ở phía bên đây nè. Xem hôm nay có may mắn không. Lần trước đánh thì thấy cùi quá. Silver, à vàng nữa nè. 80 hả? Nó đánh chúng mấy con gì đánh nó tăng turbo quá. Đấy, phù thôi. Vàng này thì mình xuống mình cắn thường nó cũng được á chứ. Nhìn nhìn xung quanh an toàn thì mình cứ sấy thôi. Con này bay lui không được ha. Bay lui được nữa thì ngon quá. Một mớ thịt và cá sấu ở phía bên này thôi. Nãy mình đi ngang qua mình còn thấy nó phía bên này mà. Đừng nói bây giờ mất tiêu nha. À không, nó phía bên đây chứ. À đây đây, thấy nó rồi nè. Đây thì mình sẽ bắn chiêu này xuống nha. Chiêu bắn tầm xa nè. Hấp hấp xuống xíu nữa được không? 2000 đam, 2000 đam. Còn chiêu lửa này thì lửa này phải gần hơn chút xíu nữa. Lửa xa nè, lửa xa nè, còn lửa chuột phải thì cũng vậy luôn à. Nhưng mà lửa có vẻ nhanh hơn mấy cái tia á. Ui nó cắn mình 500 mấy nè, chi nhơ gì đâu. Phải lúc đầu mà mình bắt được cái con rồng silver đó các bạn, và đánh cá sấu này còn dễ hơn nữa. Còn bây giờ lên rồng vàng đánh với con silver thì hơi out trình nó rồi. Đẩy nhanh rút gọn luôn. Em có may mắn lấy được viên đá tiến quá là đẹp. Đó. Ờ cũng vậy ha. Không có viên đá tiến quá. Và đánh xong con đó thì lên được thêm 3 cấp. Tính là con đó lên cái không nhiều. Mạnh cái đi. Bên đây mình thấy có con silver nữa nè. Cuột cái lắm. Tạm thêm mấy cái xô à. Để dành sử dụng nấu lên dần 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 dần. Rồi về với lại căn cứ thôi. Hôm nay mình sẽ thử lại vận may thêm một lần nữa không. Thử xem coi có đang được con cá sấu level cao hơn không nè. Mình thấy nó ghi là 150 là maximum á. Không biết có xịn hơn được không đây. Bên đây chứ. Cái đền cổ này nè. Giết một cái á. Đường nào sau này thì cũng cái này chắc cũng không sử dụng để làm gì đâu. Cái con này chỉ để sử dụng cái chế tạo cái này thôi. Cho nên là mình dứt luôn ấy. Rồi, sử dụng bờ tem đi cho gọn ha. Cái rồng nó chậm quá. Rồng nó được cái đánh đam ngon thôi chứ hơi chậm. Mình cũng sẽ summon ở ngay chỗ ngay chỗ mình mới đánh xong luôn đây. Xem coi có may mắn hơn không. Thấy nó ghi maximum mình cũng nghi nghi quá. Nghi chắc không được quá. Cứ làm đại đi anh. Dứt một cái nè. Nếu mà nó level 150 thì mình sẽ đánh luôn các bạn. Để thử xem có biết đâu nó cho mình cái vật phẩm tiến quá ha. Ừ, phiên bản tem, phiên bản boss thì không cho nhưng mà phiên bản tem thì cho thì ngon. Quỷ sừng bò này cũng ghê lắm á. À, quỷ sừng bò này mình đánh được nè. Có 400 mấy gần 500 máu thôi. Mà con kia mình chưa chắc cơ vô á. Quên làm chắc cơ cho em nó nữa. Đây ra nè. Ờ à, cũng vậy luôn, 10.000 máu à. Cắn con đó luôn hả? Ôi mất tiêu luôn rồi. Vô cắn đúng ngay con chiến binh chọt cái chúng nó chết luôn, mất tiêu luôn, mình không được gì luôn. Vậy là không có gì hết anh. Phiên bản tem nó coi như là không cho gì hết à. Vậy là vẫn chưa có phiên bản tiến hóa cho con Ripper lên vàng nha. À, làm 10 cái chắc cơ được không? Chắc cơ thì được đúng một cái anh. Thiếu thiếu hệt. Phải đi săn thêm thịt nữa. Săn thịt đùi anh. À thịt đùi trong này có nè.
Trời ơi, rồng này của mình săn thì hỏi chơi rồi. Đây, lên phía bên trên để mình bỏ cho mình nấu luôn ăn, để dành làm chất cơ cho sau này mấy con đệ của mình tiếp theo nữa. À, thịt mình nấu trong cái lò nung này được không ha? À, không được. Lò chỉ nấu được 10 tờ thôi, bắt buộc phải nấu bằng này nha. Em nói đã có chất cơ thì mình sẽ đem xuống phía bên dưới. Hồi nãy mình thấy có con quái nhỏ không? Quái nhỏ đó chắc mình chơi được á. Đài đài nó phía bên đây nè. Nó chạy lăng quăng phía bên đây. Con này hay phun lửa một quá. Dạ, có đánh mình phát bao nhiêu à? 20 mấy ngàn đam hả? Quầy tính thử chưa, đánh cái mà đánh đau dữ á. Con này là cấp độ thần thoại cho nên là nó hơi mạnh. Đó, được 2.100. Tặng thì mình sẽ đánh nó luôn để mình luyện cấp thêm à. Xem mà nó lên cấp được nhiều không. Chứ khu phục nó em nó thì chưa khu phục được. Lên cao cao xíu à. Đây nó hơi ghê quá. Bắn lửa này xuống dưới thì tới luôn nè, được. Bắn lửa này mạnh hơn à. Lửa này không xa bằng lửa kia nhưng mà mạnh hơn xíu. Hay là mình đi thử với con Sibino luôn. Lần trước mình đụng độ với con boss Sibino á. Sibino biết phải con boss tiếp theo không nữa. Nếu mà nó là boss tiếp theo là mình qua mình xử nó luôn. Là mình unlock là được cái công thức chế tạo ra cái cục thức ăn mới á. Thức ăn Legendary là thu phục được mấy con Legendary luôn á. Thử xong con này mình ghé qua phía bên kia thử một phát. Lấy thịt nó được kìa. Ồ, được thịt đùi nữa hả? Được ghê chứ. Trời ơi, lên được thêm một cấp thôi à. Lên cấp chậm quá. Đâu để mình quay trở lại thử con chỗ Sabino boss thử à. Mấy con này thì đánh thì cũng được, hơi lâu thôi. Mình nhớ là đi qua chỗ cái cục đánh boss là sẽ tới chỗ cục đá. Mà nó đứng ngay cục đá, nhìn nó giống y hệt như cục đá luôn. Hôm bữa mình còn tính hạ cánh đầu chân lưng của nó nữa mà. Giga anh hả? Giga này em bết rồi. 80. Ôi Giga nó mình chơi được luôn á. Ôi xử luôn ha, level cùi quá. Xử luôn. Bắn tầm xa vô. Nhả đạn vô. Epic đây bây giờ 100 mấy chục ngàn máu thì không phải đối thủ rồi. Ui Griffin dưới chân mình hả? Phai. Griffin nó 40. Cái né ra một cái. Lửa không tới à? À tới luôn. Được. Lửa này kéo nhanh hơn. Nó đang bị phân tâm bởi con gì dữ á. Phân tâm bởi cái xác của con gì nhỏ nhỏ. Cú lên phun lửa tầm lum tầm la. Rồi lầm luôn. Cú mình ăn cả hai luôn không. Đấy là thêm mớ. Và lên được 14 cấp. Đó phải vậy chứ. Rồi ưu tiên sức mạnh đi. Con này chậm chậm chút cũng được. Giữ sức mạnh à. Máu của em nó thì được gần 100.000 máu. Được chín mấy quá. Cái bọn ngựa bây giờ mình xử được hết nè bạn. Ngựa Tabo nữa hả. Ngựa Tabo thì hơi khó với mình á chứ. Còn nó phía bên đây nè, đây. Xa xíu à. Đó, sau đó thì mình sẽ sử dụng cái chiêu ít này nè. Bắn vô. Ờ, cũng hơi lâu quá chứ. Không phải 150.000 mà 150 triệu máu lận. Đánh con này hơi đốt cháy dây đòn á. Thôi, cho nên là chưa, còn lâu lắm mới đánh được con đó. Mình cứ tưởng là 150.000 máu. Con cái xấu là 300.000 máu á. Còn con đó tới tận 150 triệu máu lận. Hơn rất là nhiều lần á. Cái gì ở đây vậy? Con gì vậy? Hỷ đột hả? À, hỷ đột biến. Hỷ đột nhưng mà hỷ đột này là hỷ đột biến. Cấp độ thần thoại á. Cấp độ thần thì làm được. Không lửa bình thường thôi. Đó, tụi 2.700 luôn rồi. Sau khi đóng xong con Gigan thì bây giờ lên sức mạnh rồi. Gần được 3.000. Đánh xong con này thì lên cấp nhiều nữa là mình có thể nâng thêm mà lên 3.000 đam luôn chứ. Cao cao xíu à. Thấy vậy thôi chứ đừng có thêm địch nha. Thêm địch là đi luôn. Đó, mình không nhìn thấy nó đâu hết. Nhưng mà mình phạt đại xuống á thì nó cũng cháy. Mấy con cấp cao này là coi như nó kháng hiệu ứng hết ha. Ủa có 2.000 mấy đam à. Ôi không đau lắm.
Làm được. Lượn lên lượn xuống vài vòng là mình húp được con này. Trời, 2.5 thôi. Tưởng đâu ghê gớm lắm chứ. Ây da. Quay. Cái chiêu gì vậy? Ai da. Ui da, xuất hiện thêm con mới nữa kìa. Wow, xém chết luôn á. Trời. Thấy nó đánh bình thường vụ mình đó. Sao đó nó quất cái anti hay gì á. Rồi nghe tiếng xài chiêu gì á, ghê lắm rồi. Mình thấy có con TT mới xuất hiện nữa. Bay lên, cho nó hồi máu một cái. TT mới xuất hiện ở phía bên đây mà con TT này là. Wow, nhìn nó xịn hơn hẳn con TT nãy luôn. 80, 1.000 mấy máu à. Con TT này nhìn giáp tết luôn á. Con TT hồi nãy bên cái khu xung phua là con TT kiểu như chi tin thôi, giáp chi tin thôi, còn con này giáp tết, giáp mê tồ gì á. Ây chà. Rồi con khỉ kia còn sống không? Ui nó đầy máu luôn rồi. Tính đánh nó mà không dễ ăn nha. Rồng nó bò phía bên đây luôn à. Dọt thôi. Một bài học kinh nghiệm hơn á, con này của mình không đi á chứ. Đánh phải hết sức cẩn thận, cứ bắn ở trên mình nã xuống thôi, chứ còn chạy cối xuống với solo tay đôi là thiệt thần lắm. Vậy thôi. Đây thì mình sẽ đậu trên này đi. Đó, trên này an toàn rồi, về căn cứ một cái. Ok, về căn cứ đi. Chắc chứ nữa mình ăn được cái con khỉ đột biến rồi. Lên thêm được một mớ cấp rồi. Để em ra đây thôi. Nhảy vô cái tới căn cứ luôn á. Vậy là sắp tới các bạn, mình phải tìm một chỗ đó để xây dựng căn cứ á. Chỗ rộng rộng xíu chứ bây giờ bắt đầu chật chội nè. Cá sấu đó mình ẩn vô rồi đó. Mới để có con Ripper với lại con rồng thôi, đã chật chội rồi. Tao này còn chật hơn nữa là phải tìm một chỗ rộng rộng thoáng thoáng chút để xây dựng căn cứ ăn. Vậy trong tập ngày hôm nay các bạn có được rồng vàng ăn để đi săn cho thời gian sắp tới dễ dàng hơn nè. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng ra rồi, cho nên là cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích video của mình cũng như series ARK thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo cho bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.